Cô dâu Hà My nhà chị thịt bò tự tay biến hình cho mái tóc, lột xác ngoạn mục trước ngày ăn hỏi. Sau màn cầu hôn khiến dân tình dậy sóng thì mới đây, Hà My và chị thịt bò đã tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư với sự chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thiết. Như nhiều cô dâu khác, trước ngày ăn hỏi, Hà My cũng phải đổi màu tóc để hợp với áo dài hơn. Có điều cô dâu mới lại tự chọn và mua thuốc nhuộm, tự chuẩn bị hết cả đồ dưỡng đi kèm, sau đó mang ra hàng gội đầu bình thường để nhuộm với tiền công chỉ tốn 300k. Kết quả Hà My nhận được thực sự mỹ mãn, màu tóc quá xinh khiến ai cũng phải hỏi mã màu, tổng chi phí cũng rất hợp lý khi cô bạn tận dụng được những đồ dưỡng tóc đang có sẵn. Theo đó, vừa đét trong video chia sẻ chính là thuốc nhuộm tóc Olia màu số 5.0. Được biết, em này Hà My phải mua sách tay vì chưa có ở Việt Nam. Cô bạn còn chia sẻ thêm mẹo mix thuốc nhuộm với kem ủ phục hồi tóc Olap Red No 3 để cấp đủ ẩm cho tóc mềm mượt, giúp tóc phục hồi sau khi tiếp xúc với hóa chất. Tips được Hà My chia sẻ là vào dịp quan trọng, bạn nên làm tóc trước đó một tuần để nếu có sai sót còn có thể sửa kịp thời. Vậy là với tone màu nâu trầm, Hà My đã biến hình thành cô dâu xinh đẹp, duyên dáng trong tà áo dài như ý muốn của chính người đẹp.